Hi, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Thì hôm nay mình quay thanh lý cái bộ khung sới này nha các bạn ha. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp mình ha. Bộ khung sới này thì của Yanma IC80 nha em. Đây. Em có thể thấy thông tin đây nè. IC80 nha, đó. Con này thì chạy động cơ là S80C. Cái động cơ này mình bán rồi nha anh em. Mình chỉ thanh lý bộ khung sới nha. Thì cái này thì mình chỉ tháo cái bộ khung sới xuống, cặt te còn để nguyên cho anh em nha. Bánh biết đồ con lành nguyên khung đó, mình chỉ tháo cái đầu máy xuống thôi đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể alo em ha. Này số máy vô ngon lành hết nha anh em. Nhưng cái điều dây thắng bên đây nó hơi cứng nè, thế nó bị dạng xét anh em, xét cái cọng dây á đó. Này thì thắng đây mềm nè đó. Dây ăn bia thì dây này cũng xét nghẹt cứng ngắt rồi đó. Thì báo cho anh em vậy ha. Còn về cái này thì ok ngon lành nè đó. Này số vô ngon lành nha anh em nè. Số là ok nha. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu mà về lấy cái bộ khung này về mà có cộ máy, cộ lúa hay chế cháo hà. Cái khung này thì sới dưới đây nó bị ấy nha nè. Đó. Nó bị mất tiêu cánh sới hết trơn rồi ha. Đó. Đó, anh nào có nhu cầu thì alo em ha. Giá bán cái khung này giá là 3 triệu rưỡi nha. Chưa bao gồm vận chuyển nha anh em. 3 triệu rưỡi. IC80 nha. Rồi anh em nào cần thì có thể alo trực tiếp em ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.